BONTV mến chào tất cả cô bác anh chị em. Hôm nay BONTV xin phép chia sẻ một món ăn lạ miệng có vị thanh mát, giòn tan và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Với những nguyên liệu đơn giản và dễ thực hiện, tạo nên một món ăn hấp dẫn giúp bữa ăn thêm ngon miệng. Đây là công thức mới BONTV đã thử và cảm thấy rất hợp vị. Cách làm như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng vào bếp làm món gỏi vỏ dưa hấu trộn thịt gà này với BONTV nhé. Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị gồm có 1/4 vỏ dưa của quả dưa hấu, 4 đùi gà, 2,5 thìa muối, 6 cọng ngò rí, 2 tép tỏi, 1/2 quả ớt sừng đỏ, 1,5 thìa đường, 3 thìa giấm và 1 thìa mè trắng. Cách làm rất đơn giản như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ rửa sạch vỏ dưa để ráo nước rồi sơ chế vỏ dưa. Gọt hết phần vỏ xanh bên ngoài và phần ruột đỏ bên trong, giữ lại phần màu trắng, cắt sợi vừa ăn. Vì làm gỏi cho nên các bạn đừng cắt quá mỏng để giữ lại độ giòn cho dưa nha. Các bạn có thể sử dụng dao có răng cưa đó để cắt cho miếng vỏ dưa đẹp trong trường hợp là món này đãi khách. Nhưng mà hôm nay mình làm cho gia đình ăn thôi cho nên cắt bằng dao thường luôn cho tiện. Cắt xong rồi thì các bạn cho vỏ dưa vào một tô, đem để ở trong ngăn mát tủ lạnh để vỏ dưa giữ được độ giòn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho 4 cái đùi gà đã rửa sạch vào luộc. Cho 1 muỗng muối vào nước luộc gà để thịt gà có vị đậm đà và dai ngon hơn. Trong lúc đợi đùi gà chín thì chúng ta sẽ cho tỏi, ớt và đường vào cối để giã nhuyễn. Bạn nào không có cối thì có thể băm nhỏ tỏi ớt rồi trộn với đường nha. Nhưng mà mình thấy giã tỏi ớt với đường như thế này thì nước sốt trộn gỏi sẽ hòa quyện và ngon hơn. Giã xong rồi thì chúng ta cho giấm và muối vào khuấy đều cho hỗn hợp tỏi ớt lên bếp nấu trên lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp sôi. Và cho đường tan hết thì tắt bếp để nguội. Bây giờ thì thịt gà đã chín, chúng ta sẽ lấy ra đĩa cho nguội bớt, rồi xé phần thịt gà ra từng miếng vừa ăn. Khi xé gà xong thì nước sốt cũng đã nguội bớt, nhưng mà các bạn nên để cho nước sốt nguội hẳn rồi mới trộn gỏi nha. Bởi vì khi trộn nước sốt nóng sẽ làm cho gỏi bị mềm không ngon. Trong lúc đợi thì mình sẽ đi cắt ngò rí. Phần ngò rí này các bạn nên cắt khúc chứ không có thái nhỏ, sẽ giúp món gỏi có vị đồng đều hơn. Cắt ngò rí xong rồi thì chúng ta sẽ lấy cái tô vỏ dưa hấu lúc nãy ở trong tủ lạnh ra, cho ngò rí vào rồi cho phần thịt gà đã xé lên trên. Tiếp tục cho nước sốt đã nguội vào tô và dùng tay trộn đều các nguyên liệu cho thấm, các bạn nhớ đeo bao tay nha. Sau đó thì trình bày gỏi ra đĩa, rắc mè trắng lên trên và trang trí thêm sợi ngò cho sinh động. Khi kết hợp vỏ dưa hấu với thịt gà sẽ tạo ra một món gỏi không chỉ ngon mắt mà còn lành mạnh, phù hợp với các bữa ăn trong gia đình, kể cả những bữa tiệc. BONTV rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô bác anh chị em. Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến món ăn, mọi người có thể comment bên dưới hoặc nhắn tin cho BONTV. BONTV sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất. Chúc cô bác anh chị em có một bữa ăn ngon miệng và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé.